giờ nó chọc nhá. Nó chạy hết rồi. Mình bắn nó qua đấy trúng rồi mọi người, chuẩn đấy, nhưng mà nó nghe bọt nước và nó bắt đầu quay người á. Thì chắc chỉ đau đau thôi, người ta không xuyên được người như hôm trước mà lại càng ném. Mà càng ném phát xuyên người luôn mà. Có phải trưởng bây giờ mình lên, mình đi lấy trường, mình chọc. Đây mình sẽ quyết định dùng cây của triệu tử long này, cái thương này, cái này cái thương đó mọi người nhé, thương chọc cá, hai loại thương, một loại thương đẹp, đẹp một loại thương tròn tròn nhọn, cái này cá là cá mà đứa rồi. Nói chung là súng yếu quá, mình cứ nghĩ là nó bắn được cá. Bây giờ là chế ra một quả khác, quả này là quả không phải súng nữa mà là ấy. Đây là phi tiêu, gọi là giáo thần trưởng. Được không? À được, động rồi, động cây rồi. Động chườm rồi. Chườm động rồi anh em ạ. Được. Khả năng được rất là cao. Ây, đừng có chim. Được cái nịt má nó sao không được nhỉ, vẫn xịt. Thank you.
Còn mẹ này. Củi quá anh em ạ. Mày quá, bong mất rồi anh em ạ, nhưng mà vẫn được. Wow, đó, có protein rồi. Phát đấy bong mất rồi nha anh em nhá, nhưng mà mình lại nhanh trí đâm phát nữa, quá đỉnh cao. Quá đỉnh cao anh em ạ. Vẫn bị tụt này. Đấy. Dính đuôi xong mình đâm cho phát nữa. À, mình bong rồi. Thế là mình lại đâm cho phát. À, rơi xuống xong mình lại đâm phát nữa. Mày quá trúng đầu. Ôi, có protein rồi. Nhà mình lên để làm một món đặc biệt nha mọi người nhá. Bây giờ phải lọc hết thịt nó ra đã. Nói chung là YouTube nó đang cấm giết mổ khá là căng. Thế nên mình sẽ không quay cảnh giết mổ cá nữa nhá. À, sang hố bên này xem kiếm con nữa. Ngon hơn. Đơn giản mấy con cá gọi là hồ tự nhiên này, bắt lúc nào sẽ được. Hôm nay sẽ làm món mới nha mọi người nha. Món này đúng chất của sinh tồn đấy. Đáng nghĩa là gì? Được rồi đấy, anh ướm thử phát anh à. Không phải ướm, được rồi. Đấy. Món này món đậm chất sinh tồn nha anh em nhá. Nói chung là trong này nó sạch, không phải ngon. Ăn thứ này là phải ngon được. Mà nó ngon thật nhỉ, nấu ở trong cái chén này nó thơm. Đấy, bây giờ sẽ bắt đầu. À. Ui giời, nó đất đá đầy này. Có muối nè. Đá mặn đây. Mặn gì mà mặn. Tay nộm đấy. Tay nó sạch quá. Hơi bẩn tí anh ạ. Hơi tội. Đấy. Ok, ui rồi. À, cái cá ở đây thì nó hơi màu mè anh em ạ. Tại vì là cá mè. Cái nước nó cũng ấy, lá lồm đâu? Đây. Đây là lá lồm nhá mọi người nhá, lá lồm rừng nhá. Hả? À, rửa tay đi. Xong mình nhắt đấy cho anh nhắt thịt. Làm một ống này là khá là ok đấy. Đó. Rồi, nhắt lá lồm vào. Lá lồm gì giống kiểu lá đấy. Ừ? Lá. Thì cây nó đang sắp chết, sắp héo rồi, mẹ hái sắp héo. Trong cái kiểu lá nhỉ? Cây bạch đàn ấy. Rồi. Cứ nhét à.
nấu canh chua, Lam nấu canh chua mọi người ạ. Ăn thế này nó mới đẳng cấp. Đấy cái tên, đưa cái tên kia đây. Đấy, bể ra, thọc. Cũng tên này, cũng tên bán hổ. Cũng tên bán hổ mà để đi chọc cái này. À, chọc xuống. Thế đâu? Thế hết, chẳng có nghĩa là. À. Tần cũng tên bán hổ. Thấy chưa? Đây chưa? Rồi, thêm ít lá nữa thôi. Còn cái này tí để tôi ăn gỏi. Không, cái này cho cá. Phí ơi, ui. Sao phí? Anh đi, bắn mãi mới được ý. Bắn thì tí tiết xuống ta chọc cho đời. Rồi, đốt lửa nha anh em nha. Nhiều lá lộn lấy đằng trước và coi như bịt luôn. À từ từ, cho nước đã anh em. Nước đã. Nước này là nước sạch mình lấy từ suối bên kia đấy. Chứ không phải nước suối bên này nhá. Ôi, sao nó tư. Nó ngấm nước xuống dưới đã. Tự ngấm. Tự ngấm tí nữa lại đổ vào. Trời, cây sạch mà. À, ôi, we got me. Không tí thành thử nước. À, từ từ, đổ thêm nước đã. Ui. Cho ngấm nước xuống dưới đã. Nó thành canh được chứ không thì nước lại thành cá nướng. Còn nồi tự chế đấy. Rồi. Rồi ok. Đấy. Rồi, cúi. Bây đốt. Giờ thì công việc của em là đi chơi củi. Giờ chỉ có đốt thôi. Cúi vào. Lấy lá, đốt đi. Ok anh em nhá. Và anh em nghĩ là liệu quả này có chín được không? Khả năng mình nghĩ là chín được đấy. Nhưng mà không biết nó oi khói không được. Giờ lại đi nghịch tiếp xem đâm được con nào nữa. Sủi nhá mọi người nhá, đấy, thấy chưa? Ác phết đấy. Không biết là nó vừa muối chưa nhưng mà hy vọng là nó vừa muối rồi. Chín rồi đấy, nhưng mà mình sẽ nấu thêm một tí nữa cho nó chín hẳn. Hơi nhạt. Bảo thằng Mao đệ cho thêm muối không chịu. Mà hơi đầy, bây giờ không biết cho muối là này có tác dụng không. Tầm 5 phút nữa là được. Bây giờ thì nó chín rồi đấy, nhưng mà mình muốn cho nó chín chắc hơn một tí nữa. Ok anh em nhá, được rồi đấy. Chung cái rồi. Chín rồi. Ok rồi. Anh người ta nói gì? Ừ? À, tấm nạp à? Em người ta hơn nhau cái đầu. Cái đầu phải biết vận dụng đấy. Ừ đấy, cầm cái đầu đấy lên. À thôi, không cần. Đang lấy bát của mình nhá. Ok. Đói. Thật sự là đói quá rồi. Đây, kia, đấy. Đấy, bát đấy. Đấy. Bát. Nói chuyện bát như thật. Bát của mình đây cho anh em nhá. Đấy, mày kể nó ít nữa. À. Đấy, gõ được không? Không, gõ nó đang sử dụng than chứ. Than thơm mà. Có cái chảy cái kia, lấy làm đôi đũa đi. Ok. Ừ. Tôi nhòm nhèm anh em ạ. Có con cá mè mà. Em lấy tên làm đũa nhé. Ừ. Cá đâu? Được.
Toàn lá là lá thôi anh em ạ. Rồi nào đưa đây. Đặt đôi phát đây. Nhạt quá. Chưa kịp cho muối thì ông đã bảo thôi mặn rồi. Mặn ăn canh ăn cái nhạt thôi. Có canh đâu. Sao nó như kiểu cháo đấy. Trông như kiểu cháo ấy mọi người ạ. Chặt phết, lèn chặt quá. Không sao nhưng mà đủ tâm này chưa đủ cho em mình gọi là sinh tồn đầy đủ protein trong một ngày mọi người ạ. Vẫn còn đầu trong. Sao em mình còn đi câu cá lóc các kiểu nữa mà. Bắt chim bắt cò. Cháy luôn ở dưới. Mọi người à. Úi. Ừ. Ủa. Úi. Cái này mà có nước cũng bắt canh nước cũng đẳng cấp ấy. Thịt nó chua chua luôn ấy. Anh em mình cho đầy quá mà. Anh em mình liền chặt quá. Nước ngấm hết vào cá rồi. Thế rồi. Ok, bỏ lắm rồi. Đấy, mỗi thằng một chiếc. Ăn thế nào thì kệ mà. Mời tất cả mọi người nhá. Trời. Cá này không biết gọi là món cá gì nữa. Canh canh lá lồm thì cũng không phải mà gọi là mà cá nướng cũng không phải. Mời mọi người nhá. Chua. Ngon đấy. Chua mới ngon. Chua quá chưa. Ngon. Chua chạm vào thịt này. Ngon chưa. ăn này. Bảo quá. Vậy thì lúc nãy lấy cái ống to này á thì chứa được nhiều nước hơn, nhiều cá hơn. Làm một bát canh thì đúng là hết giờ, chả có tí nước nào. Hơi khô. Khổ quá. Nó mà có nước. Đây như kiểu cá hấp ấy. Nó mà có nước thì ngọt lắm anh nhỉ. À mày muốn ăn nước không? Thôi. Hả? Sợ thối. Dạ. Hả? Đổ nước vào đây xong rồi ta cho muối vào xong ta lại cho lên đun tiếp. Ăn rồi. Nó nói chung là ăn thế nào được. Cổ công phải lọc rồi. Ăn thế nào nó bị cương rồi nhỉ. Xương răm vẫn còn mà. Nuốt hết.